Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm bài tập số 33, đếm số lượng số chẵn trong mạng một chiều vào số nguyên. Đấy, ở đây mình sẽ đưa ra một cái ví dụ để các bạn hiểu thêm về cái yêu cầu của bài toán này. Ở đây mình dẫn cho một cái mạng một chiều gồm có 4 phần tử. Đó là âm 1, 10, 4 và 25. Đấy. Và nhìn vào đây thì chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy được cái phần tử này 10 và 4 là số chẵn đúng không ạ? Đấy. Cho nên là nó sẽ trả về kết quả là có hai cái số mà là số chẵn trong cái mạng một chiều này, đúng không ạ? Thì thuật toán để tại cái bài toán này là như sau. Thì mình sẽ phải kiểm tra cái những cái tất cả những cái phần tử của mạng. Nếu như cái phần tử mạng nào mà chẵn mà là chia cho hai đấy thì nó sẽ trả về cái biên đếm. Biên đếm ở đây thì nếu cái phần tử nếu như một cái phần tử ai nào đó mà nó chia cho hai thì nó sẽ tăng cái biên đếm lên một đơn vị đấy, và nó cứ làm như vậy, nó xét hết tất cả các cái giá trị của cái mạng này. Nếu gặp bất cứ cái giá trị nào nó chia cho hai thì nó sẽ tăng cái biên đếm lên một đơn vị đấy, và cứ làm như thế cho đến hết cả cái giá tất cả cái giá trị của mạng. Rồi, và đến cái giải chi tiết thì mình sẽ phải giải như sau. Thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một số cái bước cơ bản trong cái bài tập này. Thì đầu tiên mình phải khai báo cái thư viện này, sau đó là hàm nhập mạng này và hàm xuất mạng. Đấy. Ở trong cái khai báo thư viện này thì mình khai báo cái thư viện Studio này, Corneo này, Mat này và một cái Mac với cái độ lớn của nó là 100, và một cái hàm void nhập mạng và một cái void xuất mạng. Với hàm nhập mạng này thì đây là những cái hàm rất cơ bản mà mỗi chúng ta khi làm việc với mạng đều cần phải đến cần đến nó, đúng không ạ? Đây là một cái yêu cầu tối thiểu. Ở trong hàm mạng này thì mình chỉ nói qua thôi. Đầu tiên là chúng ta cần phải nhập cái số phần tử mạng này. Đấy, và sau đó kiểm tra số phần tử mạng này. Nếu như không hợp lệ thì sẽ dùng cái câu lệnh go to để quay về cái bước nhập mạng này. Và nếu như đã hợp lệ rồi thì sẽ dùng cái vòng lọc for này. Trong vòng lọc for này thì dùng cái biến chạy là y này, chạy đến cái n-1 này. Và sau đó sẽ dùng cái câu lệnh print và scan để chúng ta có thể nhập được cả cái giá trị của phần tử mạng. Và tiếp theo đến cái hàm xuất mạng. Xuất mạng này thì mình cũng dùng cái vòng lọc for. Đấy. Để xuất tất cả các giá trị từ A0 cho đến AN-1. Đấy. Dùng câu lệnh print đây. Rồi, sau đây thì mình sẽ đến cái hàm dùng để tìm ra cái số chẵn ở trong cái mạng. Đấy. Mình sẽ khai báo một cái biến gọi là một cái hàm gọi là hàm mạng đếm nhá, đếm số lượng số chẵn, đúng không ạ? Thì mình sẽ khai báo cái kiểu cho nó là kiểu nguyên integer. Đây là mình sẽ đặt tên cho nó là đếm số chẵn. Đây. Đây sẽ là a và n. Đây. Và trong cái hàm đếm số chẵn này thì mình cần phải làm gì? Thì đầu tiên mình cần phải khai báo một cái biến đếm và khởi tạo giá trị ban đầu cho nó bằng 0, đúng không ạ? Vì ban đầu mình chưa biết là trong cái mạng đó có bao nhiêu số chẵn, đúng không ạ? Nên mình đặt giá trị ban đầu cho nó là không có giá trị chẵn nào. Và sau đó sử dụng một cái vòng lọc for để có thể đi hết được tất cả các cái giá trị trong mạng. Và đây sẽ là y cộng cộng. Trong vòng lọc for này thì mình làm gì? Mình sẽ sử dụng thêm một cái câu lệnh if để kiểm tra điều kiện. Nếu như mà cái giá trị AI này nó chia cho 2, đúng không ạ? AI này nó chia cho 2, chia cho 2 tức là khi chúng ta chia lấy dư thì kết quả dư bằng 0, đúng không ạ? Đấy. Để chia lấy dư thì ta dùng cái cấu trúc là phần trăm 2 bằng bằng 0. Đấy. Trong cái câu lệnh if, biểu thức điều kiện câu lệnh if thì nó sẽ là bằng bằng, đúng không ạ? Đấy. Rồi. Và trong cái câu lệnh if này thì chúng ta cần làm gì?
Đấy, nếu như mà cái phần tử AI này này nó chia cho hai thì lúc đó là nó là số chẵn đúng không ạ? Và khi nó là số chẵn thì mình sẽ tăng cái biến đếm lên chứ là đếm không cộng. Cái này thì nó tương đương với cái biến là cái việc là đếm bằng đếm cộng một này, tương đương với việc đó. Và sau đó sẽ trả về kết quả là cái biến đếm. Đấy. Rồi, như vậy là mình đã xong cái hàm mà dùng để đếm cái số chẵn đúng không ạ? Rồi, tiếp theo thì mình sẽ vào cái hàm main. Và trong hàm main này thì mình cần phải làm gì? Đấy, thì mình cũng cần phải khai báo cái biến n này. Đúng không ạ? Và sau đó là cái mạng A này. Với cái độ lớn tối đa của nó sẽ là mạng. Và sau đó sẽ là một cái hàm gọi cái hàm nhập mạng ra. Và sau đó là cái hàm xuất mạng. Và sau đó mình sẽ khởi tạo một cái biến gọi là biến kết quả bằng cái giá trị trả về của cái hàm đếm số chẵn này. Đúng không ạ? Đếm số chẵn đúng không ạ? Đấy. Đây sẽ là A này. N này. Đấy. Và sau đó sẽ in ra kết quả đúng không ạ? Sau khi đã biết được cái giá trị của cái biến kết quả này thì chúng ta cần phải in ra kết quả cuối cùng ạ. Đây sẽ là số chẵn có trong mạng luôn là đây sẽ là phần trăm d và cái vị trí của nó sẽ là kết quả. Và sau đó sử dụng thêm một cái câu lệnh get để dừng màn hình lại và return không. Thứ vậy như vậy là mình đã viết xong cái code cho cái chương trình này rồi. Bây giờ mình sẽ chạy, chúng ta sẽ cùng kiểm tra. Đấy, như vậy là nó đã không báo lỗi đúng không ạ? Ở đây mình sẽ nhập cái số phần tử, ở đây mình sẽ nhập là 4 và nhập những cái số phần tử nguyên bất kỳ 1, 2, 3 và 4 nữa. Đấy, thì nó đã in ra cái mạng là gồm có những cái phần tử này, 1 này, 2 này, 3 này và 4. Và nó đã in ra cái dòng là số lượng số chẵn có trong mạng là 2 đúng không ạ? Đấy. Vì sao là 2? Vì đây thì nó có số, các số chẵn là 2 này và 4. Như vậy là có hai cái số chẵn đúng không ạ? Rồi. Thì trên đây là cái bài tập và dùng để đếm số lượng số chẵn có trong cái mạng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.